Chào tất cả anh em, mình là Tà Bá Độ. Hôm nay như đã hứa mình sẽ làm một clip thí nghiệm nho nhỏ với cái động cơ 1450cc của mình. Đây là hai con, một con Z800, một con Z650. Thì mình đã độ là hai con xe này chụp vào một cái bô anh em nhé. Thì trước kia mình có làm một cái clip ý, là thử phá hủy mọi thứ, bóng đèn, cốc và cả các thứ bằng cái con CB1000 của mình ấy. Nhưng mà thực sự anh em nó chẳng phá được cái gì, nó phá được mỗi cái xốp thì phải. Thì hôm nay mình sẽ làm lại một bài test nữa với cái động cơ to hơn để xem là nó có phá được như chiếc xe của LTL không anh em nhé, con Ducati của LTL đấy. Thì mình cũng có hơi thắc mắc một chút là con CB1000 của mình với con Ducati đấy thì động cơ thể tích xi lanh thì nó như nhau thôi, nhưng mà cái con của mình không phá được mà cái con LTL phá được. Hôm nay mình sẽ làm một cái xe to hơn, một cái ống xả to hơn, xem là nó có phá được như clip của LTL không anh em nhé. Đầu tiên anh em mình sẽ thử phá hủy cái xốp này trước em nhé. Cái xốp này rất dày em này, anh em nhìn cái bề mặt xốp này nó khoảng hơn một phân anh em ạ, phân rưỡi, rất là dày luôn. Phá mình nghĩ tương đối là khó đấy. Bây giờ bắt đầu khởi động. 1, 2, 3. Nó bị tuột cái cổ vô ra anh em ạ. Thật sự không chịu được. Đây này anh em nhìn này, nó bị cháy hết luôn. Cái nhiệt độ ra quá cao, ra hết tài rồi. Bây giờ anh em mình sẽ lắp lại cái cổ vô để thử cái miếng xốp tiếp theo nhé. Nó phải cháy mất một phần rồi mới bung ra được anh em ạ. Cái xốp này tương đối là dài. Bây giờ mình sẽ chơi cái bài khó hơn là bóng tiếp nhá. Mình có vỡ không nhỉ? Khó phết đấy. 1, 2, 3. Thật sự với anh em là không thể phá được. Không hiểu sao mà xe của LTL lại phá được cả cốc thủy tinh rồi mọi thứ. Không hiểu sao nhỉ. Con này 6 máy em nhá, con này 6 máy cộng thêm 2 máy nữa. À bây giờ mình sẽ test là 2 máy em nhá, tại vì là xe của LTL chụp 2 máy thôi. Bây giờ mình sẽ rút con Z800 ra, chỉ lổ riêng con Z650 ra xem nó có vỡ không. Tại vì là xe của LTL chụp 2 máy thôi, hay là 2 máy nó mới tạo cái áp lực mạnh để cho nó vỡ đồ. Bây giờ mình sẽ tháo Z8 ra. Bây giờ anh em mình sẽ thử luôn cái phát đầu tiên, chơi luôn bóng tiếp anh em nhé, xem nó có vỡ bóng không. Và tóm lại là vẫn chưa thể vỡ được anh em ạ. Tiếp tục là thất bại anh em ạ. Bóng tiếp vẫn không vỡ mà con này động cơ vẫn hai máy. Tất nhiên động cơ hai máy của con này chỉ là 650 phân khối mà thôi. Còn con Ducati của LTL thì nó gần 1000 phân khối cơ. Nhưng mình nghĩ nó có một cái gì đấy ở đây nó thế nào, rất là mình không nói được lên lời. Nhưng mà mình nghĩ là một động cơ 1450cc mà thổi không vỡ được một cái gì. Hai anh em nẹt, phải nói là cũng kinh thiên động địa luôn. Có những cái mà anh em không biết được là tai của anh em mình gần như là hỏng luôn với hai cái bô này. Quá kinh khủng luôn, đau hết đầu, đau hết tai luôn, phải lẹt căng hết cơ luôn anh em ạ. Mà không thể vỡ được một cái gì. Thì thời gian tới thì mình cố gắng sẽ làm một con Ducati như quả LTL hoặc là to hơn một chút để làm cái bài test này xem là nó có vỡ thật sự không, tại sao nó không vỡ. Mình thì mình không phải là bóc mẽ là như thế nào cả, nhưng mình muốn là trả lời câu hỏi mà mình tự mình hỏi thôi, tại sao lại vỡ được kinh thế. Tại vì đợt mình xem clip ý nó vỡ thật sự là rất kinh hoàng luôn, mà tại sao mình làm lại không vỡ đó. Mà rõ ràng là anh em biết là hai con này gộp vào nhau là động cơ rất to luôn. Thì thời gian tới mình sẽ cố gắng làm một con Ducati về
và cũng thử là một clip phá hủy mọi thứ xem là nó có vỡ được như thế không, hay là xe của LTL độ lỗi công gì không thì không biết. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình nhé.